À, tiếp theo bài trước, hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về cái phần cấu trúc của thiết kế một cái trang chủ thì chúng ta sẽ thiết kế như thế nào. À, đối với lại một cái trang web thì trang chủ rất là quan trọng. À, tương tự như vậy, chúng ta xác định về màu sắc. Màu sắc ở đây nó sẽ phản ánh cái màu sắc chủ đạo của website, nó phản ánh của công ty là người ta chọn màu chủ đạo nào. Ví dụ như là màu đó về phong thủy chẳng hạn, người ta thích chọn màu vàng. À, đối với lại Anh văn hội Việt Mỹ thì người ta sẽ thích chọn cái màu đỏ đô đậm đó, rồi cái phông chữ gì, chuẩn phông là phông gì, size nhiêu. À, đối với lại cỡ chữ lớn, cỡ chữ trung và cỡ chữ nhỏ thì người ta đều có cái quy chuẩn bộ thông tin đó, người ta gọi là bộ thông tin nhận diện thương hiệu. Thì khi các bạn thiết kế, các bạn cũng phải tuân thủ những cái này đối với lại một công ty. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên một cái trang chủ thì nó có những gì, hoặc là các cái bottom ở trên cái website đó người ta thích bo góc hay không, hay là người ta thích là cái bottom của người ta là nó vuông vức ha, nó không bo góc, thì các bạn cũng lưu ý ở chỗ này để mình thiết kế cho nó đúng cái yêu cầu của khách hàng. Ở trong phần chữ và màu thì hồi nãy chúng ta đối với bài trước chúng ta cũng nói về cái màu sắc, nó liên quan đến độ tương phản ha, độ tương phản giữa các cái nền và cái màu chữ để cho làm sao mà chúng ta đọc được một cách tốt nhất ở nhiều cái điều kiện ánh sáng khác nhau, ở nhiều cái kích thước màn hình khác nhau, thì đó là rất là quan trọng cho cái phông chữ, cỡ chữ, màu sắc tương quan với lại cái màu này. À, đối với icon thì màu sắc và kích thước của icon cũng đồng bộ với thiết kế, như hồi nãy cái bài mà chúng ta thấy ở bài 1.3. À, đối với lại một số thiết kế mà chúng ta thấy cái giao diện người ta đánh giá là không tốt đó, thì nó có thứ nhất về kích thước, thứ hai về màu sắc. Cho nên là các bạn thấy là cái màu sắc làm sao để cho cái đối tượng của chúng ta mà nó màu sắc, tất cả các màu này thì nó cũng đều ok so với nền trắng ha, nhưng mà mình đã phân tích ở bài trước rằng đôi khi nó sẽ không đồng bộ, nó cũng không hay. Như vậy thì khi các bạn chọn màu, khi mà các bạn sử dụng icon á thì nó có rất là nhiều dạng. Ví dụ chúng ta sử dụng icon ở cái dạng hình ảnh là PNG thì ok, nhưng nó không tốt, chúng ta không thể thay đổi màu được nha các bạn, không thể thay đổi màu được, cho nên chúng ta sẽ sử dụng icon ở dạng SVG. Tí nữa thầy sẽ cho các bạn sử dụng cái icon này và chuẩn hóa các pattern kích thước màu sắc. À, hồi nãy thầy có nói rằng gì, pattern ở cái style của cái công ty đó, của đơn vị đó, người ta thích bo góc, nhưng có một đơn vị khác người ta lại không thích, người ta muốn nó bo sơ sơ thôi, nó cũng hơi vuông thế này đó, thì tùy chúng ta. Ví dụ như chỗ này người ta có độ cao là 44, người ta bo 22 là đủ tròn rồi, nhưng mà người ta để là radian là 24 thì cái chỗ này là nó bo tròn góc luôn. Còn đối với lại 36 thì chúng ta bo tròn một ít thôi, 4 4 dB đó ha, tùy tùy các bạn. À, đối với cái chuẩn của công ty đó, người ta muốn các bạn thiết kế như thế nào thì các bạn thiết kế phù hợp, và chúng ta sẽ có một số cái quy chuẩn để mà thiết kế về những cái phần này. Lưới, khi các bạn xác định thiết kế trong Figma thì lưới nó sẽ giúp cho chúng ta gắn các cái đối tượng làm sao mà nó đều nhất ha, gắn các đối tượng làm sao nó đều nhất. À, hồi nãy chúng ta cũng có nói liên quan đến một cái canh đều ha, đều ở đây. À, ví dụ như bây giờ bạn nói là chỗ này nó bị sát biên, chỗ này nó bị sát biên, vậy thì mình nhích cái trái tim này vào, mình nhích trái tim này vào, vậy thì ba cái đối tượng ở bên trong này nè làm sao mà nó đều được, được chưa? Thì mình lại có công cụ để mình hỗ trợ, mình canh lề các cái đối tượng này, align các cái đối tượng làm sao mà nó canh đề tốt nhất ở trong một cái lưới của chúng ta.
Rồi đối với lại một cái phần nội dung của một trang web như vậy, ở phần trên này là phần header của chúng ta ha. À, phần bên này chúng ta sẽ có một số cái phần lựa chọn, và ở đây là một cái banner quảng cáo, dưới này là nội dung của sản phẩm. À, các bạn thấy rằng là một cái yếu tố mà rất là quan trọng trong thiết kế là sự cân đối. Các bạn thấy ở đây có một cái bánh pizza, ở đây một cái hamburger, nó rất là lớn, nhưng một cái lon 7 up thì nó rất là nhỏ. Nhưng mà cũng không phải vì nhỏ mà người ta chừa ít đâu các bạn. À, sản phẩm thì nó phải có cái khoảng cách đều nhau, để nó có, ví dụ như ở đây mà các bạn xuống dưới này các bạn có thêm sản phẩm thì nó sẽ không bị nhảy, nó làm cho con mắt của mình nhìn nó dễ chịu. Chứ còn nếu như mà sản phẩm nhỏ các bạn chứa trong một cái khung bao nhỏ, sản phẩm lớn mình chứa trong cái khung bao lớn, thì đến lúc đó chúng ta lướt qua rất là nhiều sản phẩm, nó làm cho cái sản phẩm nhảy lung tung hết, làm cho con mắt của mình nhìn nó cũng không được thuận mắt lắm. Banner quảng cáo ha. Đó thì banner các bạn sẽ thiết kế từng thành phần ở đây làm sao để cho nó có độ tương đồng, độ tương phản, và nó sẽ phản ánh được cái sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Như vậy thì cái này các bạn sẽ học ở bên cái môn màu sắc và bố cục. Mình ở đây là đang thiết kế Figma thôi, cho nên mình ứng dụng các cái kiến thức đó để mình vào mình thiết kế. Chứ còn nếu như môn này mà chúng ta nói đầy đủ hết tất cả những kiến thức về màu sắc cũng như là kiến thức về bố cục thì không đủ thời lượng các bạn nhé. Đối với vậy phần footer thì đa số những cái footer là người ta sẽ quan tâm đến những thông tin liên hệ, để làm sao mà khi mà khách hàng xem xong cái trang web của mình rồi thì khách hàng sẽ muốn liên hệ với mình. Thì bất kỳ trang nào thì cái phần footer nó cũng có cái nội dung giống nhau. Đó là một số cái quy định các bạn nhé. Thì khi các bạn thiết kế N trang cho trang web thì các bạn cũng nên để footer này chúng ta copy qua giống nhau hoàn toàn. Và đối với người lập trình web, người ta cũng làm như vậy để khách hàng khi mà lựa chọn thì nó sẽ không có cần phải đi đâu xa hết. Chúng ta cứ chạy xuống footer là chúng ta đã có được địa chỉ, số điện thoại, email, vân vân. Chúng ta đã có rất là nhiều thông tin để liên hệ đối với lại cái chủ của cái trang web này. Đó là phần footer, chúng ta nên để gì? Tận dụng mạng xã hội quảng bá website. Rồi chúng ta sẽ đi qua một cái bài demo. Thì đó là phần lý thuyết để chúng ta thiết kế một cái trang chủ các bạn nhé. Các bạn lưu ý để chúng ta đi qua một phần demo ở bài sau.